Như các anh em đã biết, Kimetsu no Yaiba đã trở lại với đường đua tháng 4, hứa hẹn sẽ đem lại các cung bậc cảm xúc khác nhau. Ngay từ đầu, chắc hẳn rất nhiều fan girl đã cho dại say mê như điếu đổ khi được diện kiến dung nhan của thượng huyền lục Dōma ở cuối Ash phố đèn đỏ. Trải qua một thời gian dài ở ẩn, Dōma đã chính thức leo lên trước thượng nhị, trở thành con quỷ dưới vài người trên vạn người. Tuy là chồng của rất nhiều chị em, nhưng có vẻ Dōma lại không được lòng các anh em chúng ta cho lắm. Vậy hôm nay hãy cùng hai đề tộc anime đi cà khịa thượng nhị Dōma, con quỷ nhiều anti-fan nhất vô hạn thành. Trước khi bắt đầu vào video thì tôi xin lưu ý với các anh em đây chỉ là bài cà khịa mang tính giải trí hài hước gây cười, không mang tính chuyên môn, chống chỉ định với các thanh niên chơi hệ nghiêm túc nhé. Giờ thì bắt đầu vào video luôn nào. Dōma là một trong những nhân vật phản diện của bộ truyện Kimetsu no Yaiba. Hắn là một con quỷ lươn lẹo xảo quyệt, nắm thứ hạng 2 trong thập nhị quỷ nguyệt. Không chỉ vậy, chiến thần đậu xanh rau má còn cầm đầu giáo phái thiên đường vĩnh cửu với slogan hứa đem lại hạnh phúc bình yên không nơi đâu có được cho các tín đồ. Muzan là phản diện chính của truyện, nhưng thằng mà khiến 500 anh em tức lòi bản họng, muốn cầm katana lên chém không ai khác chính là Dōma. Tôi đã băn khoăn vấn đề này từ lâu lắm rồi mà bây giờ mới có dịp lên giải bày cùng các anh em. Thì cái vấn đề này nó cũng hơi body Samsung tí, nhưng mà tôi thắc mắc vercolor ra rồi nên mới phải vác cái mặt mo lên đây hỏi các anh em đây. Dōma qua mặt các anh em chúng ta để nạp VIP cho body à? Các anh em thử so sánh body của Akaza, Tanjiro cùng các trụ cột với body của Dōma mà xem, nhìn ảo vãi cả trưởng ra. Akaza là minh chứng đầu tiên nhé, nhìn Akaza một phát biết ngay là con nhà võ, trên người chỗ nào cũng rất săn chắc, bắp tay bắp chân cũng rất to, đúng kiểu thường xuyên luyện võ. Tanjiro cũng như vậy, cậu phải luyện tập học máu mũi máu mồm, trải qua bao trận chiến suýt về trầu với ông bà tổ tiên, ngồi trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thì mới được cơ thể rắn chắc khỏe mạnh như ngày hôm nay. Còn nhìn thân hình của Dōma mà xem, không so sánh thì sẽ méo có đau thương. Nhìn ảo Malazada nhòe đi mascara vãi lúa. Đồng ý là với cân nặng 86kg và chiều cao 1m87, từ cái thủa ngày xưa ơi là xưa đến mức nào tôi cũng méo biết, thì việc Dōma sở hữu cho mình một khung xương to lớn hơn người là điều hiển nhiên bình thường như cân đường hộp sữa rồi. Cái này thì tôi không nhắc đến nữa. Nhưng với những điều kiện này thì làm sao mà giải thích được cho việc hắn sở hữu body như thể ngày giờ chăm chỉ check in tại phòng tập gym như mấy anh trai cơ bắp lực lưỡng được. Không thể nào có cái chuyện một thằng không làm mà vẫn có cơ, suốt ngày chỉ ăn rồi nằm, không nằm thì ngồi, không rượu chè bê bết thì đàn đúng xả lờ ở giáo phái của hắn, thế mà lại có quả body hết nước chấm như vậy được. Hắn không như Akaza đắm chìm trong võ thuật để nâng cao cảnh giới, cũng không luyện tập bạt mạng như các thanh niên bên sát quỷ đoàn. Dōma chả làm cái nịt gì cả ngoài việc ăn làm mắn lốn. Lần nào thấy hình ảnh Dōma là hầu như tôi cũng thấy hắn đang gặm thịt người, chứ có luyện tập được cái qué gì đâu. Hắn leo lên được rank thượng huyền nhị chắc là nhờ lấy sắc lòe quỷ, múa quạt và đi chén thịt người. Nếu như các anh PT khuyên dân gym ăn ức gà, ăn ít clean thì Dōma lại lựa chọn cho mình một con đường riêng khi ăn ức người, ăn gái clean. Và với cái chế độ ăn bạt mạng không chê thứ gì của hắn, với từng đấy chất hấp thụ vào người thì việc hắn béo như lợn sẽ là sự thật 100% không thêm thắt, chứ méo phải sở hữu body vạn chị em mê như thế này, không tập gym, không đánh võ, không luyện tập cũng đéo thèm ăn kiêng. Phải chăng việc mà hắn có được body như vậy là do nạp VIP và xài tun hack? Dừng lại đi Dōma ơi, chơi búp bẩn kiểu này là dễ bị bán ác lắm đấy. Không chỉ sở hữu cái ngoại hình nghi vấn nạp VIP hoặc có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ mà tính cách của hắn cũng ảo ma không kém. Tôi mà nói điêu thì Akaza sẽ đấm vỡ mồm Dōma luôn. Phải nói là sống gần 30 chục năm trên cái thế giới này rồi mà tôi chưa từng thấy con quỷ nào có cái tính giả tạo lươn lẹo như Dōma. Phải tôi là tôi nhờ tam ca Akaza đấm thêm cho mấy phát nữa. Từ khi còn trong hình dạng một boy chân ngắn, Dōma đã tự nhận mình là một đứa trẻ tốt bụng và thông minh. Hắn chả được cái tích sự gì ngoài việc sở hữu mái tóc bạch kim đại diện cho sự thanh khiết cùng đôi mắt 7 sắc cầu vồng mà người đời tôn sùng là có thể nghe được giọng nói của thánh thần. Đấy, chỉ có thế thôi mà sao hắn được lắm chị em mê như điếu đổ thế nhỉ? Với ưu thế trời ban, cha hắn chớp ngay lấy cơ hội thành lập cho hắn riêng một giáo phái mang tên Thiên Đường Vĩnh Cửu. Còn sau khi làm quỷ part-time cho Muzan thì giáo phái trở thành nơi ăn chơi chè chén các tín đồ và là chỗ ở tuyệt trần để hắn thành thời múa quạt. Nhiệm vụ của hắn lúc nhỏ là chỉ việc sử dụng mỹ nam kế, ngồi yên đợi người đến rồi dùng gương mặt ngây thơ vô số tội của mình để lắng nghe những lời cầu nguyện từ các tín đồ. Ban đầu thì hắn còn tỏ vẻ tiếc thương trước những lời cầu nguyện, những câu chuyện đau lòng lâm ly bi đát như phim truyền hình lúc 8 giờ tối. Nhưng rồi dần ra, hắn cảm thấy họ thật ngu ngốc và phiền phức khi không thể chấp nhận một sự thật rằng các thánh thần và Bồ Tát đều không hề tồn tại. Bỏ qua châm ngôn lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều thì đùm lá tả tơi. Dōma dần dần mất đi mọi cảm xúc khi đã quá chai sạn với nhiều lời cầu nguyện mà hắn cho là xà lơ sàm quần từ các tín đồ. Đỉnh điểm là khi nhìn thấy hình ảnh mẹ mình điên loạn cầm dao đâm chết cha mình khi bà phát hiện ra cha Dōma là một kẻ lăng nhăng, lợi dụng giáo phái để dụ dỗ rồi xảy ra quan hệ mờ ám với các tín đồ nữ, hay khi chứng kiến mẹ mình như một trang hảo hán uống thuốc độc để tự tử. Dōma cũng chẳng có tí cảm xúc nào, hắn chỉ tỏ ra khó chịu khi hai người làm căn phòng trở nên lộn xộn và mùi máu tỏa ra thì quá nồng, chứ còn tìm ra được tí đau buồn hay cô đơn từ mặt của hắn á, có cái nịt, tìm đến Tết Tây cũng méo có đâu. Nhận ra việc mình cứ trưng cái bộ mặt vô cảm suốt ngày như bị phẫu thuật thẩm mỹ thất bại thì sẽ trở thành quỷ lạc loài mất. Dōma tự chọn cho mình một con đường đi một ngày đàng hoặc một sa ngu khi tự bù đắp trái tim trống rỗng của mình bằng sự dối trá, học cách giả tạo cảm xúc của con người. Nhưng mà cô đến mấy thì hàng Super Fake làm sao đọ được hàng Real, cống rãnh mà cứ đòi song sánh với đại dương, máng mương thì tương đương với thủy điện, thế quái nào được. Mấy cái cảm xúc mà hắn biểu hiện ra nhìn giả chân và cờ lờ. Điển hình như việc hắn thấy Sang bắt quàng làm họ với Akaza khi choàng vai bá cổ anh Tam và tỏ ra như kiểu chúng mình thân thiết lắm rồi nói ra những lời sặc mùi thảo mai. Tôi thì lại rất lo lắng cho mọi người đấy. Lẽ dĩ nhiên Tam ca không bao giờ làm chúng ta thất vọng khi đấm vỡ alo của Dōma. Để tránh cảnh tương tàn trong vô hạn thành, Thượng huyền nhất Kokushibo đã ngăn cản để tránh thanh niên máu liều nhiều hơn máu não Akaza tiếp tục đấm nhau với Dōma. Dōma tỏ vẻ không làm sao cả và chỉ coi đó là trò đùa vui để kết thân với nhau hơn. Sầm lông vừa thôi Dōma ơi, bạn thân à, thân ai nấy lo thì có. Không chỉ vậy, khi đang trong cơn phê pha vừa ăn thịt được một trụ cột và đang cố che có thông tin từ Kanao, tự dưng Dōma lại lật mặt như bánh tráng, nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu khóc thương cho Akaza đã từ bỏ cuộc chơi về nhà với vợ. Đúng như Kanao đã nói, nhìn giả tạo bỏ mịa ra, loại người như ngươi sống làm méo gì cho chặt đất, ra ngoài hít mùi cỏ đi cho khỏi bỡ ngỡ, chứ sống mà không có cảm xúc thì sống làm gì. Nghe xong những lời chửi như tát nước vào mặt từ Kanao, Dōma lúc này mới bày ra vẻ mặt quạo cọ. Cũng đúng thôi, chị bé mỏ hỗn quá mà. Dōma là một husbando nhiều chị em mê nhưng vạn người chê. Vì rùa gánh cong lưng cái nết như hạch, không chỉ cướp trên dàn mướp và học đòi mấy cái cảm xúc giả tạo, Dōma còn là một con quỷ lươn lẹo. Ngoài việc học theo anh khá bảnh cầm quạt múa may quay cuồng leo lên rank thượng huyền nhị, hắn vẫn còn giữ giáo phái thiên đường vĩnh cửu để tiếp tục lè các tín đồ rồi ăn sạch sẽ họ. Dōma nói rằng nhiệm vụ của mình là làm cho mọi người tôn thờ hắn và làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Một vị giáo chủ luôn tin rằng mình có tâm địa thiện lương, dịu dàng tinh tế, nghĩ rằng bản thân đang cứu nhân độ thế, xót thương cho tín đồ, cho nhân loại ngu xuẩn, thì theo hắn nghĩ hắn làm cái gì chả đúng. Như việc hắn thẳng tay giết chết một cô gái rồi bảo đấy là đang giải thoát cho cô ta. Cô ta bây giờ không thể cảm thấy những nỗi đau và sự thống khổ nên không có gì phải phờ lắng cả. Quan trọng nhất là việc hắn nói chuyện giết chết một người với kiểu nhẹ nhàng, bình thường như cân đường hộp sữa vậy. Cái này tôi hay gọi là kiểu văn nhã bại hoại đấy các anh em. Các anh em biết vì sao Dōma thở ra được mấy câu nhẹ nhàng nhã nhặn mà ngay câu nào muốn đánh câu ấy không? Lời hắn nói ra làm uổng phí cả cái gương mặt đẹp trai lai láng của hắn. Đẹp trai thì có rồi đấy, chỉ cần ngậm miệng vào nữa thôi là hoàn hảo. Là vì tâm sinh tướng đấy. Cái tâm còn đen hơn than nhà Tanjiro bán thì cái mặt nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đáng ghét mà thôi. Tuy lúc nào hắn chả nở nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng dĩ dãng dễ gì giấu giếm, nhan sắc cũng chả bù được cái nét lươn lẹo và tính hãm này. Đỉnh điểm của sự căm tức là lúc hắn ăn thịt trùng trụ Shinobu, waifu của khá nhiều anh em chúng ta. Đọc đến cảnh này, tôi chỉ hận không có đôi giày đi vào thế giới cổ tích của Doraemon để bơm đều như anh Tam đấm vỡ mỏ thằng khốn kia đi. Không chỉ vậy, Dōma còn nở một nụ cười ấm áp như gió xuân rồi tự hào khoe chiến tích. Làm gì có, cô ấy đâu có chết. Cô ấy sẽ sống mãi mãi bên trong ta. Tàn họ là cứu rỗi họ mà. Bọn họ đều sẽ rất hạnh phúc bên trong ta. Tôi nhịn thằng này lâu lắm rồi đấy. Đừng có mà nói với giọng điệu tự hào như vậy. Cái thằng Dōma xấu xa từ trong trứng nước này. Cái mà hắn đủ tư cách để tự hào chỉ là cuộc đời chưa từng nói ra một câu chửi thề xuồng xã thấp kém, cũng như chưa từng mỏ hỗn dù chỉ là một lần mà thôi. Chứ hành động mà hắn làm ra có khác gì đáy xã hội không? Cày thế chứ lại. Không chỉ là con quỷ vạn người chê, Dōma còn danh dự nằm trong top quỷ nhiều anti nhất trong vô hạn thành. Đội trưởng đội phòng chống Dōma, người cầm lái chiếc thuyền anti thượng huyền nhị không ai khác chính là thượng tam Akaza. Lý do đầu tiên chắc là vì Dōma thích ăn thịt phụ nữ, đối tượng mà Akaza từ chối làm hại. Trong khi tam ca nâng niu phụ nữ như những cánh hoa thì thanh niên kia lại một đợp nát luôn cả bông hoa. Điều này khiến anh Tam của chúng ta vô cùng cay cú. Còn một điều nữa là mặc dù đã ghét cay ghét đắng Dōma lắm rồi, nhưng vì bản tính ăn không chê một thứ gì, hắn dễ dàng leo rank nhanh hơn Akaza dù tam ca đã bục mặt ra mà luyện tập. Thế lại càng gấp đôi sự căm ghét. Không những vậy, dù đứng hạng 2 trong thượng huyền nhưng Dōma cũng không được lòng Muzan. Có lẽ là chúa quỷ cũng chướng tai gai mắt với kiểu tự tung tự tác, ăn lắm ăn lốn của Dōma. Trong khi Akaza cùng các con quỷ khác bị giao việc tối tăm mặt mày, Dōma vẫn phè phỡn nghiện ngập phụ nữ, đánh chén no say các tín đồ. Đúng kiểu hữu dụng thì ít mà vô dụng thì nhiều. Nói về Dōma mà không nói về bản tính ham ăn của hắn thì quả là một điều thiếu sót. Không hổ là động vật ăn tạp, Dōma nào có chê bai cái gì, nhưng sở thích của hắn vẫn là ăn thịt phụ nữ, nhất là những cô gái trẻ đẹp. Trong những lần mà thấy Dōma xuất hiện thì chưa từng thấy hắn ủy khuất cái miệng của mình mà ăn thịt đàn ông cả. Là một dân ăn gái clean chính hiệu, Dōma có thể vỗ ngực tự hào với đội hiểu biết chất lượng thịt phụ nữ hắn đứng thứ 2 thì không ai dám đứng thứ 1. Nếu được hỏi, hắn sẽ tự tin liệt kê ra hàng tá ưu điểm của phụ nữ như thịt rất nhiều dinh dưỡng, vì đôi khi còn có những đứa con trong bụng của họ, ăn thịt phụ nữ sẽ trở nên mạnh hơn, vân vân và mây mây. Đối với phụ nữ bình thường thì hắn còn có thú vui tào nhã là hoa thơm nhổ cả cụm, giết nhiều người rồi từ từ thưởng thức nhấm nháp. Còn khi đối diện với Shinobu, hắn liền bộc lộ bộ mặt phàm ăn phàm uống của mình mà hấp thụ cô không chút do dự. Mỡ răng miệng mèo thì hắn đớp ngay, không nhâm nhi từ từ cái gì sắt. Cũng vì lẽ vậy mà hắn nhanh chóng trở thành một trong những con quỷ mạnh nhất dưới trướng của Muzan. Các cụ xa xưa từng có câu, miếng ăn là miếng nhục, miếng ăn là miếng tồi tàn, hay chim chết vì mồi để chê trách những kẻ ham ăn. Thanh niên đậu xanh rau má của chúng ta chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói ấy. Bàn về những cái chết xàm xí trong thế giới truyện tranh manga, theo tôi nghĩ chết vì ngộ độc thực phẩm như Dōma phải xứng đáng được vinh danh và nằm trong top. Không biết Dōma và Khá Bảnh có quan hệ gì với nhau không, mà trong khi anh Bảnh múa quạt tạo nên dấu ấn hơn 10 năm lịch sử với đồng phục Juventus thì Dōma cũng không hề thua kém, múa quạt một đường bay thẳng lên rank thượng huyền. Nhìn cách hắn múa quạt trông khét phết chứ chả đùa, nghệ cả củ. Tuy là một trong những con quỷ mạnh nhất trong Kimetsu no Yaiba, nhưng với bản tính phàm man của mình, đớp mọi vật cản trên đường, hắn đã nhanh chóng phải trả giá vì thói quen ăn uống vô tổ chức, bạ gì ăn đấy. Hiểu được bản năng của Dōma thích đu đưa và chén thịt phụ nữ, Shinobu đã hy sinh chính bản thân mình để biến cả cơ thể mình thành điếu thuốc độc khổng lồ. Và tất nhiên, đối diện với một nữ trụ cột cùng thể chất cực tốt và cơ thể tuyệt ca la vời, Dōma cưỡng lại thế quái nào được. Thế là hắn hăm hở hấp thụ Shinobu mà không biết rằng nghĩa trang sắp gần mình hơn một đoạn. Tôi phê bình cái tính háo ăn này của hắn, chứ biết chất lượng ra sao đã tọng ngay vào mồm rồi. Có chơi thì phải có chịu, đậu xanh rau má nhanh chóng bị ngộ độc thực phẩm rồi gục ngã. Ngay lập tức, chị bé Kanao cùng đứng ỉn Inosuke hợp lực và xử đẹp hắn ngay tại chỗ. Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi các anh em ơi. Từ lúc giết waifu Shinobu là tôi đã cay thằng cha này lắm rồi. Và bây giờ thì Dōma đã có mặt dưới địa ngục. Cầu cho chú một đời sóng gió triền miên, đéo yên ngày nào. Trên đây là video cà khịa xỉa sói đá móc tượng huyền nhị Dōma. Nếu thấy hay, các anh em đừng ngại ngần mà hãy cho hai đầu tộc anime một like, một đăng ký kênh và comment ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các anh em đã đồng hành cùng tôi trong suốt video ngày hôm nay. Chúc các anh em một ngày làm việc, học tập và leo rank hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo.